Dạ, tôi xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Giờ này cũng gần 2 giờ rồi cái quý cô chú anh chị và các bạn. Em tiếp tục cập nhật cho cả nhà mình biết những thông tin mới từ nhà báo Sông Minh có viết bài hay cả nhà. Nhà báo Sông Minh thì đang cảm thấy rất là cảm kích. Nhà báo Sông Minh có chia sẻ như thế này nè cả nhà. Có 3 vấn đề thì nhà báo muốn chia sẻ với mọi người. Đó, đây là những hình ảnh nè cả nhà, 3 vấn đề chính trong cái hình ảnh này nè. Đó, trước tiên là có liên quan đến nghệ sĩ Ngọc Huyền. Thứ hai là có liên quan tới cái MV ca nhạc Hơn Cả Người Thân. Thứ ba là liên quan tới chú chó Lucky ở nhà chị Hồng Loan, mà chú chó này đã từng được bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nuôi và rất là cưng. Và mỗi lần mà bác Năm đi ngủ á, thì nó hay nằm ở dưới chân giường của bác Năm á cả nhà. Cả nhà có nhìn kỹ kỹ một xíu không? Chú chó có đeo cái gì này cả nhà? Khi mà bác Năm mất á, thì gia đình có để tang và cũng như là cho chú chó để tang luôn nè cả nhà. Cả nhà nhìn kỹ ha. Có cái một khăn trắng đeo cho chú Lucky. Đó, thì bây giờ em chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn một thông tin như thế này. Sáng nay thì nghệ sĩ Ngọc Huyền từ bên Mỹ nhắn tin về sinh nhật anh Vũ Linh. Em có xuống mộ thắp hộ cho chị một nén hương cho anh ấy nha. Thì đây chính là cái tin nhắn của nghệ sĩ Ngọc Huyền muốn nhà báo Sông Minh thắp cho bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh một nén hương. Vì nghệ sĩ Ngọc Huyền đang ở bên Mỹ về không được, có lẽ là bận show diễn quý cô chú anh chị và các bạn. Vâng, đây là cái câu trả lời của nhà báo Sông Minh nè ha. Vâng, sinh nhật của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh ngày 10 tháng 12 sắp tới sẽ được ái nữ Hồng Loan tổ chức tại mộ của nghệ sĩ Vũ Linh ở Hòa Viên, Bình Dương vào lúc 16 giờ chiều, có nghĩa là 4 giờ chiều để trời bớt nắng, không khí dịu mát và mọi người cùng nhau hát vang bài Happy Birthday để tưởng nhớ sinh nhật của ông Hoàng ở nơi xa. Các đồng nghiệp và khán giả của ông Hoàng nếu có thời gian hãy đến chung vui cùng gia đình. Thông báo này như một lời mời và một lời cảm ơn chân thành nhất. Đó, đây là cái dòng trạng thái đầu tiên của nhà báo Sông Minh. Thì lúc đó thì cô chú anh chị mình nghe kỹ ha, là chị Hồng Loan sẽ tổ chức tại mộ tại nghĩa trang Hòa Viên, tỉnh Bình Dương. Đó, thì sẽ tổ chức vào lúc là 16 giờ sẽ thắp hương và tổ chức sinh nhật cho bác Năm vào lúc 16 giờ chiều. Và chúng ta nếu ai có mặt ở đó thì cùng nhau hát vang bài Happy Birthday để tưởng nhớ và chúc mừng sinh nhật bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì vào lúc ngày 10 tháng 12 hay cả nhà. Ngày 10 tháng 12 16 giờ chiều. Thì cái thông báo này thì cũng như là thay một lời mời gửi đến tất cả cô chú anh chị bà con cô bác ai ở gần nghĩa trang Hòa Viên, tỉnh Bình Dương hoặc là ở những nơi lân cận đó, thì cả nhà mình có thể dành một chút xíu thời gian có thể đến đây để chung vui một cái ngày sinh nhật, tưởng nhớ một cái ngày sinh nhật của ông Hoàng Hồ Quảng Cải Lương Vũ Linh hai cả nhà ha. Đây là một lời mời cô chú anh chị mình đến vào lúc 16 giờ chiều, mình có thể đến trước để thắp hương, đi vòng vòng tham quan những ngôi mộ xung quanh đó, như là mộ của Thanh Kim Huệ nè, mộ bác Nam Hùng nè, mộ nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang nè, mộ bác Giang Châu nè. Đó, có rất là nhiều ngôi mộ xung quanh đó, mộ nghệ sĩ hoặc là ông Bảy, nghệ sĩ soạn giả Biển Châu, đó, ông Bảy soạn giả Biển Châu, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, đó, có rất là nhiều cả nhà ha. Đó là cái thông báo đầu tiên của nhà báo Sông Minh. Tiếp theo là nhà báo Sông Minh có chia sẻ về cái vấn đề MV ca nhạc của chị Hồng Loan và ca sĩ Nguyên Vũ. Cái poster chính thức của MV ca nhạc Hơn Cả Người Thân, một sáng tác của Khánh Đơn do ca sĩ Nguyên Vũ trình bày, kiêm luôn vai trò đạo diễn, cũng vừa được tung ra sáng nay. MV có sự tham gia của các diễn viên Đào Văn Anh, Kiều Trinh, Linh Tý, Bích Trâm, Quỳnh Trường Thịnh, Hồng Loan, Hồng Ni, Quỳnh Hiệp,
và các bé diễn viên nhí. Đó, cả nhà thấy là cái dàn diễn viên là thấy thương rồi đúng không cả nhà? Cái dàn diễn viên nghe tên thôi là thấy thương rồi. Trong đó thì có chị Vân Anh nè, chị Kiều Trinh nè, đó, anh Linh Tý, chị Bích Trâm nè, Quỳnh Trường Thịnh nè. Đây chính là những diễn viên gạo cội đã có nhiều năm diễn xuất, có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Đó, còn chị Hồng Loan, chị Hồng Ni và các bé thì lại mới bước chập chững bước vào showbiz, mới gọi là mới diễn thôi cả nhà. Được nhờ sự hỗ trợ của các anh chị thì chị Hồng Loan và Hồng Ni và các bé có một cái kinh nghiệm và có một cái lối diễn hay hơn. Cô chú anh chị mình yêu thương cái MV, yêu thương chị Hồng Loan, yêu thương ca sĩ Nguyên Vũ thì hãy chờ xem cái MV của chị Hồng Loan nha cả nhà. Đó, sẽ tối vào ngày 6, là có nghĩa là tối nay nha cả nhà. Trailer là có nghĩa là chỉ là một gọi là cái cốt truyện đó cả nhà, gọi là trailer đó. Nhiều cô chú anh chị mình lớn tuổi nha, không biết thì em cũng xin giới thiệu và chia sẻ một chút xíu. Trailer có nghĩa là thay vì cái bộ phim nó dài 10 phút, 15 phút bộ MV á, thì sẽ ngắn gọn lại tầm khoảng 30 giây hoặc 1 phút. Cái trailer chung quy lại là cái cốt truyện nó nói về cái chủ đề gì, thì muốn chiếu cho cô chú anh chị xem những cái cảnh hay, những cái cảnh nóng nhất để cô chú anh chị mình có thể hình dung và đón xem cái MV chỉnh chu hơn sau này. Tối ngày 6 tháng 12 thì cái trailer sẽ được phát lúc 19 giờ trên kênh YouTube của Võ Hồng Loan Official. MV hoàn chỉnh nè ha. MV hoàn chỉnh sẽ được trình chiếu vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 12 cũng trên kênh YouTube Võ Hồng Loan luôn. Hôm ấy thì Tem yêu vì yêu thương mà đến sẽ có một buổi họp mặt để cùng chung vui với MV này. Nó đây chính là, mà không biết họp mặt thì ở đâu nha cả nhà. Nhà báo Xuân Minh thì cũng có nói nè, hôm đó nha, Tem vì yêu thương mà đến sẽ có một buổi họp mặt để cùng chung vui với MV này. Thì cũng rất là mong cô chú anh chị và các bạn mình ha. Tối nay mình xem cái trailer trước và coi như là cài view cái trailer trước ha, là xem đi xem lại và bình luận đóng góp ý kiến đâu ha, thả tim thả like được các kiểu ha cả nhà. Vào ngày 12 tháng 12 á, là có nghĩa là sau sinh nhật của Bác Năm 2 ngày thì cái gọi là cái MV chính thức sẽ được công chiếu, công bố trên cái kênh YouTube Võ Hồng Loan Official. Thì hôm đó cô chú anh chị mình sẽ xem đầy đủ hơn, chi tiết hơn về cái MV. Và đừng quên nhấn like và thả tim ủng hộ chị Hồng Loan ha. Hy vọng là clip này là sẽ vài triệu view ha cả nhà, vài chục triệu view ha cả nhà ha. Đó, cuối cùng thì từ bữa giờ đó thì có rất là nhiều người inbox, là có nghĩa inbox có nghĩa là nhắn tin comment đó, thắc mắc làm sao không thấy Hồng Loan đưa chú chó Lucky lên viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Thì chú chó Lucky hiện vẫn được nuôi trong ngôi nhà thân yêu của có nghệ sĩ Vũ Linh hay cả nhà. Gia đình cũng rất là muốn đưa chú chó Lucky lên thăm mộ, lên thăm chú Vũ Linh đó. Nhưng chú chó Lucky hiện đã già và sức khỏe không được còn như trước nữa, tính tình thì cũng giống như người già đổi tính gì đó, khó ở ha, nên gia đình chưa tiện đưa Lucky lên mộ thăm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó, cũng xin thông tin thêm, chú chó Lucky á là một chú chó lúc sinh thời mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất là thương yêu, luôn nằm ngủ dưới chân giường của nam nghệ sĩ. Ngày mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi đó thì gia đình cũng đã cho chú chó Lucky này nè là để tang nha cả nhà. Hình ảnh của chú chó Lucky đội tang chủ á, gương mặt rất là buồn trong những ngày đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nó khiến ai cũng chứng kiến và không khỏi xúc động luôn. Đó, thì chú chó Lucky có lẽ là cô chú anh chị mình cũng thấy rất là nhiều ha, ra trước sân nhà chị Hồng Loan đó là cũng khá là lớn tuổi rồi và cũng khá là già rồi, nhiều khi thay đổi tính tình đó, khó ăn khó ở, nên nhiều khi đem lên mộ thì cũng không tiện. Mà không biết đâu, hy vọng cái ngày sinh nhật đó thì chị Hồng Loan lại sắp xếp làm sao cho chú chó lên trên mộ một lần để cho Bác Năm thấy và cũng như là viếng mộ một lần. Hy vọng là vậy thôi ha cả nhà, nhưng mà có thể là không đi vì chú chó Lucky cũng không tiện đi cho lắm, vì sợ tuổi già sức yếu thôi. Đó, thì đây là những hình ảnh cả nhà. Hồi sáng thì em cũng có chia sẻ cái hình ảnh, cái poster về cái MV Hơn Cả Người Thân của nhạc sĩ ca sĩ Khánh Đơn đã viết bài. Còn bên đây thì hình ảnh của nghệ sĩ Ngọc Huyền, Bác Năm Vũ Linh và nhà báo Xuân Minh ha cả nhà. Thì nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng có lên tiếng là giúp thắp cho nghệ sĩ Ngọc Huyền một nén hương, vì tới ngày đó thì cô Ngọc Huyền thì không có về kịp ha, có lẽ là bận diễn ở bên đó. Còn đây là cái poster Hơn Cả Người Thân. Tiếp theo là đây là cái chú chó nè cả nhà, chú chó Lucky nè.
cả nhà nhìn thấy rất là quen đúng không ạ? Chú chó kỳ cả nhà nhìn kỹ ha, có đeo một cái khăn tang trắng nè, và mỏ thì có mõm lại nè, tại vì sợ lúc mà đám tang đông đúc đó thì có việc gì thì nguy hiểm, nên mõm cái mỏ của chú Lucky lại và cho chú chó Lucky đeo khăn tang, và cảm giác nhìn rất là buồn buồn ha cả nhà ha. Đó, em muốn chia sẻ với cả nhà một chút xíu thôi. Còn phía đây nè, mãi yêu anh Minh nè, rất là nhiều trái tim ha, rất cụ thể rõ ràng, không hổ danh tên Minh. Nhà báo Xuân Minh chia sẻ rất cụ thể và rõ ràng ha. Tựa đề nói lên hết tất cả, thương mến cảm ơn bài viết của anh Minh nè, và thả tim nè cả nhà, quá tuyệt vời, cảm ơn bài viết rất chỉnh chu và ý nghĩa, cảm ơn nhà báo Xuân Minh. Đó, chị chưa một lần gặp em nhưng chị nghe về em đã lâu vì chị thích theo dõi các nghệ sĩ, chị luôn luôn xem bài đăng của em trai dễ thương lắm, chị ở Bạc Liêu, nhớ đăng tin nhiều nhiều nhé. Nó nhà chị Cẩm Tuyền, Cẩm Tuyền thì chị ở phường 3 Cây Đàn, ở phường 1, tin nào của em chị đều xem, thương thương em, xin cảm ơn rất là nhiều, yêu tất cả mọi người nè, thả tim nè. Đó, thả tim, thả like nè. Nè, ở đây có một tin nhắn là mai mốt mà con Lucky nó già nó chết một cái ha, rồi con tiên ngáo nó nhảy dựng như ông nội nó chết vậy á, rồi nó sẽ chửi Hồng Loan là tàn ác bất hiếu không chăm sóc Lucky như anh Vũ Linh, mắc nhân tính ba la, thử xem coi có không nhé. chị Thảo Trần này, chị sợ chị ngao tiếng, chị ngao tiếng chửi ha, chửi chị Hồng Loan, chị đang có một cái gọi là cái suy nghĩ trước ha. Sao nhà báo anh Song Minh ơi, hồi sáng nghe anh Nguyên Vũ thông báo tối nay phát MV hơn cả người thân mà vui mừng không thể tả được, vì sự chờ đợi xem MV bấy lâu nay mà hôm nay mới được thỏa lòng mong đợi, và cũng tranh thủ sắp xếp công việc đâu vào đấy cho sớm để có thời gian rảnh để tối nay vào xem MV của anh Nguyên Vũ và Hồng Loan đó anh Minh ơi. Thì tối nay chỉ là một cái trailer thôi nghe cả nhà, chứ chưa có MV hoàn chỉnh nha. Cô chú anh chị mình đừng có nghĩ là tối nay có cái MV hoàn chỉnh nha, tối nay chỉ là một cái trailer thôi, ngày 12 tháng 12 thì mới có MV chỉnh chu nha quý cô chú anh chị. Đó, rất là nhiều ha cả nhà, nhìn Lucky để tan có nghệ sĩ Vũ Linh, ông Hoàng cải lương hậu quản mà rơi nước mắt, trung thành với chủ nè. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha, hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Mình chúc cả nhà mình một ngày thật là nhiều vui vẻ và sức khỏe nha.